bạn có chuyện gì muốn nói mà phải kêu mình ra ngoài đây lận vậy? Cái này bạn hãy nhận đi. Đó là cái gì chứ? Một món quà thôi mà. Cái này ngon lắm nên mình mua cho bạn đó. Tại sao? Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt không? Cha Đu nè, bạn có biết tại sao lúc nào ở trong lớp mình cũng thích chọc ghẹo bạn nhất không hả? Làm sao mà mình biết được chứ? Tính của bạn lúc nào mà chẳng như vậy. Mình có vậy thiệt sao? Nhưng đó là gì? Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn á. Vào cuối tuần chúng ta có thể đi chơi với nhau và ăn những món thiệt là ngon. Mình muốn được ở bên bạn mỗi ngày. Nhưng mà mình không muốn. Chơi Đu à, bạn trả lời mà không thèm suy nghĩ chút nào luôn hả? Mình đã gặp bạn cả tuần rồi, giờ cuối tuần cũng phải gặp nữa hả? Đúng là nhàm chán. Nhàm chán sao? Quan trọng là chúng ta không có hợp nhau đâu, Jun Sớt à. Cái gì? Bạn nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi, đối phó với mấy trò đùa của bạn mệt lắm luôn. Thì ra là vậy. Vậy thôi, mình đi nha, chào bạn. Nè. Còn cái này thì sao đây? Bạn tưởng mình dễ bị gạt tới như vậy hả? Thiệt là... Hết hồn mà. Cứ tưởng thứ đó thiệt chứ không ngờ lại là sô-cô-la. Loại này đúng là ngon quá đi. Minji ơi, hey, sao hôm nay bạn đi học sớm quá vậy? Cha Đu à, bộ bạn không nhớ hay sao? Tụi mình đã hẹn đi sớm để làm bài tập chung với nhau mà. Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Nè cho Cha Đu, bộ bạn bị mất một chiếc giày hả? Sáng nay gấp quá nên mình mang lộn đó. Không phải đâu, mọi người nói đây là trào lưu mới. Nhưng không hiểu sao mình thấy Cha Đu lại không hợp lắm. Bạn nói cái gì? Biết tại sao không? Bởi vì nó chỉ có tác dụng với những người xinh đẹp thôi. Còn khi áp dụng lên người cho Cha Đu thì chỉ thấy mắc cười và kỳ cục thôi à. Lẽ ra lúc này bạn ấy sẽ phải nói vậy chứ. Sao vậy? Đáng lẽ bạn ấy phải lấy chuyện này ra để chọc mình cả ngày mới đúng chứ. Cha Đu ơi, bạn đừng có lo. Sẽ không có ai chăm chăm nhìn vào giày của bạn đâu mà. Bạn nói cũng đúng. Mình có thể đổi dép đi trong nhà được mà. Bạn ấy có buồn chuyện hôm qua không ta? Nè, ngắm cho kỹ vô đó. Nè, cho đâu? Tụi mình đang chơi bóng ném chứ không phải chơi lộn nhào đâu. Ấy gì vậy chứ? Bộ bạn ấy buồn thiệt hả? Trời ơi, đủ rồi đó nha. Tại sao bạn ấy lại không để ý tới mình? Hôm qua bạn ấy mới. Dạ, cái nè, lấy vui sao? Không uổng công mình nhịn xì hơi từ tối qua tới giờ. Còn bây giờ bạn ấy lại. Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn. Chúng ta không có hợp nhau đâu, Jun Sớt à. Mình có ác với bạn ấy quá không ta? Nhưng tụi mình đang là bạn tốt của nhau rồi, còn muốn hơn nữa để làm gì chứ? Tại sao bạn ấy lại cứ khó chịu về chuyện này vậy không biết nữa. Ai, tập trung làm bài tập thôi. Ai, tự nhiên là mình khó chịu theo luôn à. Cha Đu ơi. Ủa? Ngày mai con muốn ăn cá ngừ hay là ăn xúc xích để mẹ làm cho? Ngày mai? À đúng rồi, ngày mai tụi mình sẽ được đi dã ngoại. Vui quá đi. Ngày mai mình sẽ ngồi ghế kế bên Jun Sớt. Chọn xong chưa? Cá ngừ hay là xúc xích? Con ăn cả hai luôn mẹ ơi. Con sẽ cho Jun Sớt, ý là con sẽ cho các bạn ăn chung nữa. Thiệt là tốt quá. Ngày mai lên xe mình có thể tha hồ nói chuyện với bạn ấy rồi. Các em ơi, giờ chúng ta sẽ lên xe theo thứ tự nha. Ha.
ngồi chỗ này vậy? Thì Junseok kêu mình đổi chỗ với bạn ấy mà. Gì hả? Tại vì bạn lúc nào cũng ngủ và ngáy lớn tiếng á. Thì mình cũng vậy mà. Uổng công mình đã mang đồ ăn để chia cho các bạn. Các em chú ý nha, xe của chúng ta chuẩn bị xuất phát, nên các em nhớ phải thắt dây an toàn vào đó. Dạ. Yeah. Miên Chi nè, nếu bạn thích ngồi kế cửa sổ thì mình sẽ đổi chỗ cho bạn. Thật không hả Junseok? Cảm ơn bạn nha. Bạn ấy rất lạnh lùng với mình nhưng lại đối xử tốt với Miên Chi. Nè Choi Sa-du, bạn có thích ngồi kế cửa sổ không vậy? Tất nhiên là thích rồi. Mình cũng giống bạn, mình rất thích ngồi kế cửa sổ á. Hả? Nè Miên Chi, ăn cam đi. Cảm ơn bạn nha. Nè, mình cũng thích ăn cam lắm đó. Nè Sa-du à, bạn hãy ăn trái cam này đi. Mình đem theo là để cho bạn mà. Nè, cứ giữ mà ăn đi, mình không thích ăn nữa đâu. Cầm đi Miên Chi, cái này là mình dành cho bạn á. Đáng ghét, không để ý tới mình luôn. Chú xin lỗi, chú phải tránh một chiếc xe vượt ẩu. Các con có ai bị thương không vậy? Các em không sao chứ? Miên Chi à, bạn không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Tại sao bạn ấy lại không thèm hỏi thăm mình câu nào chứ? Sa-du à, nước trái cây văng hết lên mặt bạn rồi kìa. Các em hãy nhìn những trái diệp quất xinh đẹp này. Bây giờ chúng ta sẽ hái thật cẩn thận theo cách đã được hướng dẫn nha. Sa-du ơi, ở đây có nhiều ơi là nhiều luôn nè. Bạn nói đúng, công nhận là nhiều thiệt. Làm các bạn sợ hả? Bạn làm mình hết hồn. Có muốn xem điều bất ngờ không? Ta-da! Nè, bạn hái được ở đâu vậy? Mấy trái bự bự như vậy ở bên kia có nhiều lắm á. Nãy giờ mình hái được một giỏ rồi. Bạn muốn lấy thì lấy. Hả? Có thiệt không? Bạn cho mình hết giỏ này luôn hả? Nè Sa-du, tụi mình chia mỗi người một nửa nha. Không cần, mình không lấy đâu. Ai thèm lấy mấy trái diệt quốc của Lee Junseok hái chứ? Mình có thể tự tìm thấy mấy trái bự ngon hơn vậy nữa kìa. Lee Junseok, bạn đúng là một tên nhỏ mọn. Mấy trái diệt quốc này lớn quá chừng luôn. Tuyệt vời, mình có cách rồi. Ủa Sa-du à, bạn lấy cái thang này ở đâu vậy? Bạn muốn lấy xài thì nên hỏi mượn bác nông dân ở đằng kia trước. Là chuyện của mình, ai cần bạn quan tâm chứ? Cứ lo cho bản thân của bạn đi. Đây là tô mì đầu tiên của tôi sau một tháng đó. Sa-du ơi, Miên Chi ơi. Miên Chi ơi, bạn ngồi yên nha, đừng cử động á. Rất có thể lũ ong vẫn còn quanh đây, phải cẩn thận mới được. Nè, Lee Junseok. Hả? Mình còn bị thương nặng hơn, mà bạn chỉ biết quan tâm một mình Miên Chi thôi. Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì mình làm bạn thất vọng mà bạn ghét mình luôn sao hả? Cái gì, ghét bạn hả? Bắt đầu từ ngày hôm qua bạn đã trở nên rất là kỳ lạ rồi. Mình nói nè, hai bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Nè Choi Sa-du, sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Cái gì, ghen tị hả? Bạn đang nói là mình ghen tị sao? Sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Được rồi, thật ra mình cảm thấy mình bị tổn thương.
mình nên nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Không biết là Jun Sok có nhà không ta? Mình không ngờ bạn ấy lại như vậy luôn á. À, bạn đã làm theo những điều mình nói chưa? Mình đã không còn chọc bạn ấy nữa, và còn đối xử tốt với những bạn khác là bạn ấy buồn thấy rõ luôn. Bạn thấy chưa, con gái thường là vậy đó. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Nè, Lee Jun Sok. Hả? Cha Du à, bạn vừa mới nói cái gì hả? Nhiệm vụ là sao? Tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Xin lỗi, mình phải đi trước đây. Bạn hãy bình tĩnh đi Cha Du à. Mình đã nghĩ có lẽ bạn coi thường mình nên. Phải rồi ha, đáng lẽ mình phải biết từ sớm chứ. Mình phát hiện bạn không biết mình cảm thấy như thế nào nên đã làm cái này nè. Bạn có biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì không? Hả? Nhìn đi, bạn đứng thứ nhì đó. Mình đã suy nghĩ rất lâu luôn rồi. Mặc dù là tụi mình hay cãi nhau, nhưng bạn vẫn là một trong những người bạn mà mình thích nhất, chỉ sau Minchi thôi. Vậy thì phải cảm ơn bạn rồi. Hên mà mình không xếp vị trí cuối cùng. Sao cuối cùng được chứ? Vị trí đó là của anh Huy. Mình thấy thoải mái hơn rồi. Kể từ bây giờ tụi mình về nha. Đừng bao giờ làm những nhiệm vụ như vậy nữa, biết chưa? Mình biết rồi, mình sẽ không dạy nữa. Bạn có biết là mình đã phải bỏ bữa tối vì bạn hay không hả? Thôi chào nha, ngày mai gặp lại bạn ở trường. Được lắm, bây giờ mình đang ở vị trí thứ hai, nhưng một ngày nào đó mình sẽ lên thứ nhất. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu Cha Đu ơi. Cũng xuất hiện. À, không lẽ là cái đó? Không được. Mấy bạn nè, không biết mấy bạn có nghe chuyện đó chưa? Hả? Dạ, chuyện gì vậy? Nè các em, im lặng. Để tôi coi. Bạn có chắc là có thể thấy được gương mặt của chồng tương lai hay không? Tất nhiên là sẽ thấy rồi. Wow. Ê, sao có chuyện đó được? Đúng vậy. Bằng cách nào? Bạn mau chỉ cho mình đi. Mình phải làm sao để có thể biết được khuôn mặt của người may mắn sẽ kết hôn với mình trong tương lai vậy hả? Coi bạn ấy kìa. Cha Đu à, mình nghĩ là bạn không biết ý nghĩa thật sự của từ may mắn là gì đâu ha. Phương pháp đơn giản lắm. Đúng 12 giờ đêm, bạn mang theo chậu nước vào nhà vệ sinh một mình. Sau đó đốt một cây đèn cầy và thổi sáo. Trên mặt nước trong chậu sẽ hiện ra gương mặt của người đó, đúng không? Người ta còn nói, nếu ngồi gần bồn vệ sinh có đáy rỗng ngày xưa, bạn có thể thấy anh ta rõ ràng hơn là bồn xả nước bây giờ. Làm sao mà mấy bạn cũng biết vậy? Đương nhiên là biết rồi. Cái này xưa lắc xưa lơ chứ có mới mẻ gì. Bạn bè mày vậy đó hả? Các bạn biết thông tin quan trọng này từ rất lâu rồi có đúng không? Vậy sao không kể với mình chứ? Chung Mi, bạn ấy đã làm thử rồi. Nửa đêm hôm qua bạn ấy vào phòng vệ sinh. Bạn ấy chuẩn bị chậu nước, xõa tóc, đốt đèn cầy rồi thổi sáo. Sau đó bỗng nhiên nước trong chậu lay động. Mấy bạn ơi, mình nói nè, làm người ta hết hồn à. Sao tự nhiên hù tụi này vậy hả? Mình xin lỗi, nhưng mình muốn hỏi, con trai thì có thể làm thử có được không? Ý mình là nếu con trai làm thử thì có thể nhìn thấy vợ tương lai của mình không? Mình nghĩ là có thể được đó. Vậy thì tốt quá. Hôm nay mình phải về thử mới được. Biết đâu chừng sau khi làm xong thì mình phải học thêm tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó. Thì Emma Watson là một diễn viên xinh đẹp người Anh, và diễn viên Scarlett Johansson lại là người Pháp.
kỳ sáo, chậu đựng nước, hộp diêm, đèn cầy, đủ hết rồi. Mà mình hỏi nè, lời của Đanh ghi cổ trang là thật sao? Ừ, bạn ấy đã nói gì? Nói là cách này sẽ hiệu nghiệm hơn nếu ngồi gần cái bồn vệ sinh hồi xưa. Ờ, mình cũng nghe nói vậy. Nhưng thời này còn ai dùng loại bồn cầu đó nữa con? Mình biết một chỗ còn xài loại đó. Nữa sao? Mà mình có nhất thiết phải làm vậy không? Cũng đúng, xem trước thì đâu còn gì vui đâu. Đau quá, trong những người này ai sẽ là chồng của mình đây? Rốt cuộc là ai mới được chứ? Tò mò quá, hãy cho tôi thấy mặt của anh có được không? Làm hết hồn à. Được rồi, mình phải làm nhanh nhanh rồi còn về nữa. Đang ghi cổ trang đây. À, chuyện gì đây? Sao mặt chồng tương lai cứ thay đổi liên tục? Thôi, vậy được rồi, mình không giỡn với bạn nữa. Bạn là... Tới đây đi Shadow, chồng tương lai của bạn là mình. Không được, không thể như vậy được. Gì vậy? Chỉ là ảo giác sao? Nhưng mà ảo giác này đúng là khủng khiếp quá. Hiện ra vậy? À, mình không biết đâu. Với lại mình sẽ không nói bất cứ gì hết á. Bởi vì anh ấy, anh ấy là một người thật sự rất tuyệt vời. Rốt cuộc là ai vậy? Đó là bí mật. Mau nói đi mà, bạn làm mình tò mò quá. Không nói, bạn sẽ không bao giờ biết đâu. Ờ, mấy bạn ơi, có phải người ta vẫn hay nói như vậy? Nếu chia sẻ chuyện vui thì niềm vui sẽ nhân đôi, còn nếu tâm sự chuyện buồn thì sẽ bớt đi một nửa. Tối qua mình đã gặp phải một chuyện rất là buồn luôn á. Bạn gặp phải chuyện buồn sao? Là chuyện gì vậy? Chuyện này đúng là mình không thể tin nổi. Gương mặt của người vợ tương lai mà mình nhìn thấy chính là Choi Chadu đó.
phải làm sao bây giờ? Chuyện đó kinh khủng tới nỗi đến giờ mình vẫn còn bị sốc luôn nè. Gì hả? Bạn có biết bạn đang nói cái gì hay không? Tại sao nhìn thấy mặt mình bạn lại sốc và buồn kia chứ? Thì bạn nhìn bạn đi kìa, có ai lại muốn kết hôn với một người bạo lực giống như bạn không? Thì mình cũng đâu có muốn kết hôn với một người mập ú như bạn đâu. Chadu à, bạn bình tĩnh đi mà. Đúng rồi đó, nếu người bạn nhìn thấy là một người khác, không phải là Đôn Đôn, thì nó cũng sẽ đâu có hiệu nghiệm đâu. Nếu thấy người khác thì không hiệu nghiệm hả? Chắc chắn, hãy tin mình đi. Wow, nếu vậy thì hên quá trời. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Vừa sức à. Sơn Hun à. Chắc là mấy bạn cũng thử rồi đúng không? Mấy bạn đã nhìn thấy ai hả? Còn mình đã nhìn thấy Chadu đó. Mình biết chắc chắn người mình nhìn thấy là Chan Sơn Hun. Người mà mình nhìn thấy chính là bạn đó. Còn bạn nhìn thấy ai vậy? Hả? Mình không cần phải làm cái trò này, bởi vì mình sẽ không bao giờ kết hôn nếu đó không phải là Chadu. Mình đâu nói sẽ lấy bạn đâu chứ. Về chuyện này á hả, mình cũng muốn xem thử cô dâu tương lai của mình là ai. Cuối cùng mình đã nhìn thấy bạn đó Minh Chi ơi. Thật là vinh hạnh quá. Mình cũng nhìn thấy bạn đó Dương Sức à. Hả? Cái gì? Cô thiệt không? Bạn đừng có lo lắng quá nha. Dù sao đó cũng là trò mê tín thôi mà. Lý Dương Sức, bạn không cần phải nói mấy lời như vậy với mình. Đúng vậy, các bạn hãy quên hết mọi chuyện đi. Sao vậy? Bạn đã nói là bạn nhìn thấy một người rất tuyệt vời mà. Thì đúng là vậy, nhưng mà nói gì thì nói, nhìn thấy mặt chồng tương lai trong nước đúng là một chuyện rất quái lạ. Đúng là như vậy thiệt. Bạn quên là mình thích khoa học. Bây giờ các bạn hãy thử giải thích nó theo khoa học cho mình nghe đi. Thiệt ra mình cũng không biết. Không thể giải thích theo khoa học được. Cái này là trò đùa của con ma nhà vệ sinh. Con ma nhà vệ sinh sao? Đúng vậy, hồi còn nhỏ mình từng nghe bà của mình kể lại là từ rất xa xưa, ở mỗi nhà vệ sinh đều có một người chết và thành ma sống trong đó. Tuy nhiên, điều cần quan tâm chính là con ma đó rất tinh quái và nghịch ngợm. Nó hay thổi tắt đèn và làm ra mấy chuyện chọc ghẹo con người. Dù sao thì các bạn cũng nên cẩn thận. Bà mình nói con ma đó sẽ tiếp tục chọc ghẹo nếu nó bắt được mình. Đang ghi cổ trang à? Bạn đừng cãi nữa. Bụng mình yếu nên buổi tối mình hay đi vệ sinh lắm. Tóm lại là do con ma nhà vệ sinh. Nghe có vẻ hợp lý hơn là khoa học đó. Cha đô à. Tối qua là ngươi đã phá vách, làm cho gương mặt của Đôn Đôn hiện lên, có đúng hay không? Có biết là vì ngươi mà ta phải khổ sở như thế nào hay không hả? Ê, ma nhà vệ sinh, ngươi mau ra đây đi. Ra đây, ta muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi. Dạ thưa mẹ con đi học. Và hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày 100 đếm ngược tới kỳ nghỉ đâu. Hả? Mới đi học gần một tháng mà muốn nghỉ rồi là sao? Chị ơi, chị làm bài tập chưa? Đừng nói chị quên nữa nha. Em gái Mimi à, chị biết chúng ta là người cùng một nhà, nhưng cũng nên bảo vệ quyền riêng tư của nhau mới được, hiểu chưa? Vậy thì em sẽ tôn trọng sự riêng tư của chị chứ. Dĩ nhiên rồi. Bạn ấy kìa. Thật sao? Chắc là không phải bạn ấy đâu. Thấy chưa? Mình biết bạn cũng không tin. Không dễ thương gì hết. Nói không dễ thương là còn đỡ. Phải nói là xấu ghê gớm. Nhưng mà cứ tưởng là mình đẹp lắm. Nè, nghe thấy hết đó nghe chưa? Mimi cũng đâu tới nỗi nào đâu. Sao họ lại dám nói em của chị xấu xí chứ? Em đừng có lo Mimi à, lớn lên em sẽ thay đổi thôi hà. Chắc chắn em sẽ xinh đẹp giống như là chị đây. Đi em thôi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hẹn gặp chị ở nhà ha. Bạn ấy là Chadu á. Thật sao? Đừng có cười.
người bạn ấy nghe thấy bây giờ. Gì vậy chứ? Họ học lớp 3-4 đúng không ta? Họ bị làm sao vậy? Ninji à? Ơ, Shadow à, chào bạn, bạn mới tới hả? Bộ trên mặt mình có dính gì hả? Không có, sao vậy? Vậy thì tại sao mấy bạn gái lớp 3-4 cứ cười nhạo mình vậy? Nhớ lại mấy bạn ở ngoài đường cũng học lớp 3-4 luôn đó. Đúng là kỳ lạ thiệt, không biết là vì sao. Đúng rồi ha, không lẽ là... Bạn có nghĩ nhìn mình mắc cười lắm không? Không có gì mắc cười hết á. Mình nói thật lòng, không có nói dối đâu nha. Cha đưa bạn rất là dễ thương. Thiệt không? Cảm ơn bạn nha Minji à. Không có gì hết, mình chỉ nói ra sự thật thôi à. Vậy thì sao chứ? Bạn làm gì được mình? Có bắt được mình hay không hả? Mình chạy nhanh lắm đó nha. Hãy coi đây. Ôi à. Trời. Lại là lớp 3-4. Họ đang cười mình sao? Trời đâu cái chân kia. Sao không? Chị à, bạn chắc chắn là nhìn mình không thấy mắc cười chứ. Đã nói bạn dễ thương mà. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn có muốn chơi hay không? Sao còn đứng ở đó chứ? Shadow, bạn phải tập trung vào trò chơi chứ. Bởi vì bạn không thể... Trời ơi, mình xin lỗi nha anh ơi. Đáng lẽ ra bạn không nên rời mắt khỏi trái banh chứ. Mình vẫn chưa bị loạn. Các bạn nhìn Shadow đi kìa. Đó, đâu có gì hay đâu. Nhìn mặt mắc cười vậy sợ. Nhìn mình rồi cười vậy chứ. Mình cũng không biết. Không lẽ là... Gì vậy? Bộ có chuyện gì hay sao hả? Đúng vậy rồi. Chắc chắn chỉ có thể như vậy thôi à. Các bạn lớp 3-4. Các bạn lớp 3-4 sao? Họ đã ghen tị với vẻ đẹp, tính cách dễ thương và nét cuốn hút của mình. Ôi, mình dễ thương quá đi. Cũng có thể lắm á. Soi gương em à. Và sau đó quay lại mặt đất, đừng có nằm mơ nữa. Sao chứ, nét cuốn hút mà. Bạn mới là người cần phải soi gương đó. Nè, chơi cha đâu. Cha đâu à. Mình xin lỗi bạn lần nữa nha. Nè, chơi cha đâu. Rốt cuộc là bạn đã làm cái gì mà khiến học sinh lớp 3-4 tới lớp mình gây náo loạn như vậy hả? Làm sao mình biết được chứ. Bạn lại mình giận mình á. Nhưng mà sao tự nhiên bạn lại nổi giận như vậy hả? Thì tại vì... Sao bạn lại nổi giận? Thì là bởi vì tại vì mình là lớp trưởng lớp chúng ta, mình không thể để lớp khác vào đây gây rối như vậy được, bạn hiểu chưa? Bạn ấy nói cũng đúng. Đúng rồi. Bạn nói đúng rồi đó. Là bạn có biết Sơ Trân là ai không? Mình đâu có biết đâu, chưa từng nghe qua tên đó luôn. Ôi trời ơi, vậy nghĩa là Sơ Trân phải làm bạn thiệt rồi đó. Ôi trời ơi, thiệt là lãng mạn quá. Bạn làm gì vậy hả? Đi với mình.
Chúng ta đi tới lớp 3-4 và tìm xem Ly Xê Trong là tên nhóc nào. Bạn làm gì vậy? Mình chưa ăn xong bữa trưa của mình nữa mà. Bỏ tay ra, nhanh lên. Ly Duyên Sức, sao bạn dám làm như vậy chứ? Mình nói mau bỏ tay mình ra. Thiệt là lãng mạn quá đi à. Nè, ở lớp này ai tên là Ly Xê Trong? Ba bước ra coi. Ôi trời, thiệt là mắc cỡ quá đi. Sao bạn lại làm vậy hả? Không phải bạn cũng đang muốn biết người thầm thích bạn là người nào sao hả? Mình không hề có ý muốn đó à nha. Ly Xê Trong chính là mình đây. Gì? Bây giờ thì mình bắt đầu tò mò rồi. Ôi trời ơi, bạn ấy thiệt là đẹp trai quá đi. Bạn đẹp trai này thích mình thiệt sao? Bạn chính là cái người đã nói với cả trường rằng bạn rất thích cha đu đó hả? Đúng như vậy. Vậy chuyện này là thiệt? Ôi hoàng tử ơi, chàng bước ra từ chuyện cổ tích nào vậy? Nhưng mà một người như bạn tại sao lại có thể thích cha đu được chứ? Hả? Cái gì vậy? Nè Jun Sức à, sao bạn lại nói như vậy chứ? Là bởi vì cha đu của mình. Vậy cha đu của mình hả? Là một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ thương. Ngoài ra cậu ấy là người có cá tính, vừa lạnh lùng nhưng cũng vừa ấm áp. Thì ra cậu ta hiểu rất rõ tính cách của cha đu. Ôi bạn thiệt là, mình biết là bạn thích mình, nhưng mà sao bạn lại nói ra những điều đó trước mặt mình như vậy chứ? Là mình mắc cỡ muốn chết. Bạn ấy đang ở đây sao? Cha đu cũng đang ở đây sao? Cha đu à, you cha đu. Cha đu à, bạn đang ở đây sao? You cha đu. Nè, tụi mình mau đi thôi. Cái gì? Là tụi mình sao? Cha đu à. Biết ngay là không phải rồi. Thì ra là you cha đu lớp 38. Mình đã nói là hơi kỳ lạ rồi mà. Du cha đu đó là ai và có gì nổi tiếng chứ? Choi cha đu của chúng ta mới là tuyệt nhất, có đúng không Minji? Đúng vậy, chuyện đó đương nhiên rồi. Tính cách của bạn Sơ Trong đó sao xứng với cha đu được hả? Lúc nãy á, lúc mình nhìn bạn ấy và nói ây da, trời ơi, đi đứng gì mà không nhìn gì. Ủa? Bạn có làm sao không vậy? Có bị đau ở chỗ nào không? Mình xin lỗi. Bạn cần xin lỗi đâu mà. Lẽ ra mình cần phải nên cẩn thận hơn chứ. Đúng rồi, mình là Lee Jun Suk, lớp trưởng lớp 3-1. Mình là lớp phó lớp 38, Yu Cha Du. Bạn thật sự không sao chứ? Yu Cha Du. Bây giờ mình phải vào lớp đây. Tạm biệt. Tạm biệt bạn. Khoan đã, mình đi với bạn nha. Hả? Ly Xê Trong thiệt đáng ghét. Sao dám chọn đối tượng cao như vậy chứ? Thiệt quá ngạo mạn. Vừa sốt à? Hả? Coi chừng kìa. Cứu mình với. Tự nhiên thấy ngại ghê. Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Ân Hui không? Hả? Bạn đang nói màu nhiều móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ màu nhiều móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mà? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa, con nữa. Hơi mệt
mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Dạ. Yeah. Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau, làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Wow. Sau đó cho vào một chút bột phèn, nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Dạ. Yeah. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màn bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền. Coi chừng lớp màn bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy hả? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Hu đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đang thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Đừng như vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Anh Nhân Viên Hàm Anh Bố. Đốt một người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bực quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Người đó là ai? Nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? Tại vì mình bị té đó mà.
Đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê, trời ơi, con mau qua đây. Mẹ cắt móng tay được đâu? Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ bản tin tiếp theo. Hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn. Cái gì chứ? Ồ, hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. À, sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. À, đó là Hong Myeongbok, anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Gol! Yeah! Anh ấy đánh ba cực thật là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Wow! Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời. Thì ra là vậy, tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myeongbok sao? Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Chadu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không ai giữ được bộ móng đâu. Gì vậy? Sao Chadu lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Bóng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha, bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật.